Sau khi gia đình tỷ phú Mỹ đang sở hữu Manchester United quyết định bán lại câu lạc bộ này, nhiều tên tuổi lớn đã đề cập tới tham vọng thâu tóm đội chủ sân Old Trafford vì tương lai và sự phát triển của đội bóng. Và trong đó thì có ông lớn của công nghệ Apple. Và đây là một thông tin đáng kinh ngạc vì Apple trước đó thường không quan tâm quá nhiều tới lĩnh vực bóng đá. Theo truyền thông Anh Quốc, giám đốc điều hành của Apple Tim Cook được cho là đang đàm phán với các lãnh đạo chịu trách nhiệm giám sát việc bán câu lạc bộ Manchester United. Đây là động thái chưa từng có của Apple, bởi từ trước đến nay gã khổng lồ công nghệ Mỹ chưa từng sở hữu một đội thể thao lớn nào. Hiện gia đình nhà Glazer không đưa ra mức giá cụ thể, tuy nhiên giới quan sát thị trường nhận định để sở hữu câu lạc bộ MU, người mua phải bỏ ra số tiền từ 5 cho đến 9 tỷ bảng Anh nếu Apple thực sự thâu tóm câu lạc bộ MU, bên cạnh lực lượng người dùng sẵn có thì Apple nhiều khả năng sẽ lôi kéo thêm được một lượng lớn người dùng mới, chính là những người hâm mộ của MU. Apple là công ty công nghệ lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm đạt 396 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, công ty này còn có giá trị ròng ước tính đến tháng 11 vào khoảng 2.400.000 tỷ đô la Mỹ.